chờ với bà Vinh nó đang bị nó kêu cái nồi. Dạ ơi. Dặn nó vô cọc 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 khó chịu lắm. Cái nồi nó cũng hơi rần rung nữa rồi. Bị rung cả đầu nữa. Bây giờ mình mở ra mình quay cho anh em xem ha. Cái nồi với vết screen nó mới mở ra nó bị nguyên nhân là do bố này nó chạy lâu ngày nó chai nó cứng á nè, dặn cái cốc dặn vô nó cốc với lại nồi xin nó lên tới mấy này nó đứng rồi không có phát hết được cái nồi hết. Mình làm nồi xong nó sẽ mở cái tua ở đây luôn, xe đi nhẹ một hơn chạy nó mạnh hơn giọt hơn với khắc phục cái lỗi rung ra đầu này. Cái nó rung rần 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 á khắc phục cái lỗi này luôn ha. Đây chiếc Best Barin sau khi mình làm lại nồi xong thì mình làm bố nè. Đó, bố Vin nó cột nè, nó chai nó kêu. Quay anh Bi vẽ độ mình vớt để nó mở cái tua lên đây luôn. À, còn Vin nó lên tới đây thôi. Làm xong xe nó chạy nhẹ bốc hết phao xăng. Đó, làm chuông hai gió đồ chơi cho gió nó mạnh hơn. Đó nó nhiều nó xe nó bốc hơn đó. Rồi mình lắp vào mình test cho anh em xem. Tiếp tục buổi chiều bận rộn của mình em nha. Vario Egypt AB 300 tỷ Vias rắn xong xe cho anh em nha.